với giá trên 200 triệu đồng cho một chiếc đồng hồ chính hãng Cartier dành cho nam. Và bây giờ Kỳ Lan sẽ gỡ cái siêu nhựa này ra để thấy được cái độ sự đẹp, sự lấp lánh từ chất liệu cao cấp của đồng hồ này. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về đồng hồ chính hãng. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một chiếc đồng hồ Cartier New Full Box chính hãng. Và hiện tại Kỳ Lân đang review là một phiên bản size L, size lớn, size to dành cho quý ông, cho nam. Với mặt đồng hồ là 39.8, size L này đủ để phù hợp cho tất cả những cổ tay của những người đàn ông. Một phiên bản demi mid giữa thép và vàng. Đây là một chiếc đồng hồ new 100% chính hãng của hãng Cartier. Như chúng ta đã biết thì hiện tại có rất nhiều thương hiệu đồng hồ xa xỉ nổi tiếng trên thế giới từ đất nước Thụy Sĩ như là Remoulin, Hublot, Richard, Rolex, Jacob, Patek Philippe, vân vân. Và hôm nay Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một thương hiệu đồng hồ chính hãng mang tên Cartier. Cartier là một trong những thương hiệu về đồng hồ, về đồ xa xỉ, và cũng có rất nhiều quý khách lại chỉ thích mỗi thương hiệu đồng hồ Cartier này thôi, đặc biệt là những bác và những quý doanh nhân. Thì đây là một trong những cái đồng hồ mà đủ điều kiện để cho tất cả những bác, những doanh nhân chọn lựa để đeo vào tay của mình, bởi vì đẹp, sang, đơn giản nhưng vô cùng tinh tế và đẳng cấp. Với sự thiết kế hài hòa mix giữa hai màu thép trắng và vàng trên chiếc đồng hồ này tạo thành một điểm phối hoàn hảo và rất tinh tế. Đây, và bây giờ Kỳ Lan sẽ gỡ cái siêu nhựa này ra để thấy được cái độ sự đẹp, sự lấp lánh từ chất liệu cao cấp của đồng hồ này. Hiện tại thì phần dây thì có siêu, thì Kỳ Lan không có lột ra, chưa có lột ra, bởi vì đây là chiếc đồng hồ new. Và ở phía sau đầy đủ thông tin của một chiếc đồng hồ chính hãng, kể cả trên phần khóa dây đeo cũng có đầy đủ thông tin của một chiếc đồng hồ chính hãng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.